Hoàng Xuân Vinh đang đứng ở đây, trên bục cao nhất quốc gia Việt Nam. And are we on for what could be one of the biggest shocks ever? And it rests on the shoulders of Phuong Trung Luan. The biggest shock ever in the AFC Futsal Championship. The champions are out. Unbelievable scenes at the Universal Stadium. Vietnam have done it. Vietnam through to the World Cup finals in Colombia. Chúng ta đang được chứng kiến những giây phút lịch sử thực sự của U19 Việt Nam. Và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã làm được. Họ đã vượt qua chủ nhà U19 Ba Lan, tuyệt vời, thật tuyệt vời. Vâng, thưa chị Thu Hà, phải nói là một năm rất là ấn tượng của thể thao Việt Nam khi mà xem lại những cái hình ảnh vừa rồi. Phải nói đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn còn giữ nguyên cái cảm xúc giống như lần đầu tiên. Đúng là một năm rất nhiều đột phá của thể thao Việt Nam. Và đột phá như thế nào thì tôi nghĩ chúng ta phải gặp người đàn ông này, đó là biên tập viên thể thao Quốc Khánh. Vâng. Nếu có một từ để mô tả cảm xúc và sự thành công của thể thao Việt Nam năm qua thì anh sẽ dùng từ gì ạ? Tôi sẽ dùng từ vượt ngưỡng. Vượt ngưỡng nó là như thế này, bởi vì những cái người mà đã thành công trong năm nay thì họ đều ở trong những cái tầm rất là sát với cả thế giới rồi, cách cái tầm đỉnh cao của thế giới, cách tấm huy chương vàng của Thế vận hội một giới hạn rất là mong manh thôi. Và năm vừa rồi thì họ đã vượt qua được cái giới hạn đó. Giới hạn đó thì nhiều năm trước họ không vượt qua được, nhiều lần họ đã thất bại rồi. Xin được lấy một ví dụ trực quan hết sức là dễ hiểu. Mời quý vị hãy nhìn hành trình của đội tuyển quốc gia Futsal Việt Nam châu Á năm 2014. Cái vạch vàng dọc theo màn hình ở phía giữa kia chính là cái giới hạn mà chúng ta cần phải vượt qua. Tức là chúng ta phải nằm ở trong số 4 đội hàng đầu của châu Á thì chúng ta sẽ giành một tấm vé tới World Cup. Anh Minh, chị Hà cũng như khán giả đều biết rằng là bóng đá Việt Nam ở đỉnh cao ấy chưa có một môn nào mà lọt vào World Cup cả. Thì chúng ta vượt qua vòng bảng là chúng ta đã làm được điều đó vào năm 2014 rồi. Cái khả năng để mà vào bán kết cực kỳ khó khăn. Nhưng hãy xem đến năm 2016, tức là 2 năm sau, thì chúng ta đối mặt với cả Nhật Bản đang là đương kim vô địch châu Á. Và cái giải năm 2014 thì họ còn thắng cả Iran, mà Iran thì thắng Việt Nam tới 15-4. Tức là anh Minh và chị Hà có thể hiểu được rằng là cái khoảng cách nó khó khăn như thế nào. Bây giờ nói về anh Hoàng Xuân Vinh, đến năm 2012, đây là cái bảng xếp hạng thành tích ở cự ly 50m súng ngắn bắn chậm, đứng ở vị trí thứ 3, tức là có huy chương đồng, tức là thành tích cũng là ghê gớm lắm rồi. Thì năm đó anh có thể nhìn thấy điểm số anh Hoàng Xuân Vinh rất sát nhau với số 3 đúng không ạ? Vâng, anh Hoàng Xuân Vinh chỉ kém cái người đứng trên của mình cái một viên đạn chính xác thôi là anh đã có huy chương rồi. Chúng ta đều biết rằng là anh Hoàng Xuân Vinh đã khá nhiều lần không có được thành tích tốt ở những viên quyết định, bởi vì vấn đề tâm lý ở đây, vấn đề bản lĩnh thi đấu ở đây. Và đó chính là điều mà ngăn cản chúng ta vượt qua giới hạn. Nhưng năm nay cuối cùng chúng ta đều biết là anh Hoàng Xuân Vinh ở cự ly 50m đó thì anh giành huy chương bạc, và cự ly 10m súng ngắn bắn chậm anh giành huy chương vàng, vượt qua những người giỏi nhất ở cự ly này. Như vậy là tâm lý và bản lĩnh thi đấu tạo nên sự vượt ngưỡng ạ? Tôi nghĩ là như vậy. Điều gì đã tạo ra bản lĩnh đó? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời. Trong những năm vừa qua thì thể thao Việt Nam chúng ta cũng đã mở rộng các cái mối hợp tác quốc tế, và cũng có nhiều nước thì họ cũng rất là ủng hộ chúng ta. Ví dụ như Hàn Quốc, Hoàng Xuân Vinh thường xuyên được tập luyện với các vận động viên của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc. Anh Viên cũng có được tập với các cái vận động viên hàng đầu của Mỹ, hay là Hà Thanh cũng vậy, được tập cùng với đội tuyển thể dục dụng cụ của Nhật Bản. Trong Hàn Quốc thì có 3 vận động viên là đứng ở đẳng cấp thế giới. Thì Hoàng Xuân Vinh thường xuyên được tập luyện cùng những vận động viên đó. Thì bản thân Hoàng Xuân Vinh khi mà được tập luyện cùng, anh ta cũng sẽ có những cái là thay đổi về mặt tư duy. Nhà nước cho bao nhiêu chúng ta sử dụng bấy nhiêu. Cha mẹ nghèo mà thì cha mẹ cho bao nhiêu thì con cái phải nỗ lực nhiều hơn. Nếu mà chúng ta có đầy đủ điều kiện, chúng ta có đầy đủ tất cả các thứ mà chúng ta chiến thắng, thì tôi nghĩ cái việc đấy là cũng rất là đơn giản.
chính nhờ những chuyến tập huấn như vậy, những va chạm như vậy và được thi đấu với những đội mạnh của các bộ của Tây Ban Nha đã giúp cho vận động viên chúng ta đã trưởng thành rất là nhanh. Vâng, phải nói là một năm rất là thành công của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên tôi thấy rằng là đoạn cuối năm thì lại hơi buồn một chút. Lại là đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Chúng ta đã hy vọng rất là nhiều bởi vì tôi cũng nghĩ rằng là năm nay thành công như vậy thì chắc là đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ lại một lần nữa vượt ngưỡng. Tuy nhiên cuối cùng thì lại tiếp tục lại thất vọng người hâm mộ. Tức là chúng ta luôn luôn nghĩ về đội tuyển Thái Lan như là một cái ngưỡng không thể vượt qua. Nhưng 3 năm gần đây nhất thậm chí chúng ta còn không gặp được Thái Lan ở trong trận chung kết. Chúng ta thua hết ở trận bán kết. Thì khi mà chúng tôi phân tích về việc là các vận động viên của Việt Nam đã thành công ở những thời điểm quyết định thì chính bóng đá này lại thua ở những thời điểm quyết định bởi những sai lầm cá nhân. Lại là câu chuyện bản lĩnh. Không có bản lĩnh chúng ta không thể vượt qua được những đối thủ mà có thể được đánh giá thấp hơn chúng ta. Đó cũng là điều dễ hiểu, không thể nào đòi hỏi cao ở một nền bóng đá mà còn nhiều dấu hiệu chưa chuyên nghiệp như vậy được. Nhưng kết thúc ở một câu chuyện của thể thao của năm nay thì tôi nghĩ rằng như thế này. Tôi nghĩ rằng là kể cả trong những chiến thắng mà rực rỡ nhất hay là những thất bại làm cho chúng ta buồn nhất, tôi không có cảm giác thất vọng. Bởi vì tôi nhìn thấy sự nỗ lực và các anh chị cũng như khán giả đều nhìn thấy sự nỗ lực của từng cầu thủ trong những giây phút cuối cùng vỡ òa trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Họ đã nỗ lực hết mình. Vấn đề có thể họ chưa vượt qua được bởi vì đẳng cấp, vì nhiều vấn đề khác. Nhưng sự nỗ lực đó khiến cho một năm vượt ngưỡng và tôi kết thúc bằng một từ quen thuộc. Cảm ơn. Cảm ơn họ đã dành cho chúng ta thật là nhiều cảm xúc trong năm nay. Thể thao cuối cùng. Cảm xúc là điều quan trọng nhất. Vâng, tôi cũng xin được cảm ơn anh Quốc Khánh với phần trình bày rất là tuyệt vời vừa rồi. Anh Quang Minh này, mặc dù không phải là người quá mê bóng đá nhưng mà tôi vẫn rất thích so sánh một năm qua như một trận bóng. Và tôi cảm thấy là mình may mắn khi mà mình vẫn có thể có cơ hội và hào hứng để sẵn sàng ra sân trận sắp tới. Và có lẽ là năm sau thì có thể là không đá hàng tiền đạo mà lui về trung vệ để thiết kế bóng chẳng hạn. Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là mỗi người trong xã hội thì có một vai trò, một vị trí khác nhau. Thực ra thì cuộc sống luôn vận động và mỗi cá nhân trong xã hội nên nắm lấy cơ hội của mình để làm cho cuộc sống nó trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì thực ra tất cả đều phụ thuộc vào hành động của mỗi chúng ta.